Cháu đã lên ba, cháu vô mẫu giáo. Cô không thương cháu thì cháu lỡ khóc nhẹ là la la la. Qua cây miệt cây nước đầm sen, anh sống làm câu thơ nghĩa cử. Ruộng lúa thôn xa qua mấy miền đất hương Lào, lòng anh say đắm mối duyên tơ tình. Nhìn đất trời rộng bao la, lòng như có khúc ca miền quê yêu dấu nhỏ. Năm tháng tho thé cùng mây gió thánh mà cánh nhạn bay xa. À, hơn 2 năm rồi anh Trung chọn cuộc sống vậy á, quý vị khán giả. Trước mình có bác chờ tóc mình nó xu xu rồi chứ. Hả? Trước giờ có bác tóc chờ tóc xu xu rồi chứ. À, là thay vì xài keo thì lấy kem đánh răng để bắp vô hả? Ừ. Đâu anh gỡ nón ra em coi cái tóc có xuân không? Tóc cũng được rồi. Cũng được chứ không có xuân lắm hả? À, à đây, ơi chải keo đẹp chưa? Đẹp ngon chứ. Đẹp. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, Trường đang có mặt tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay Trường lên đây để xin ba cái khoai mỡ rồi khóm của bà con ở đây xuống cho bệnh viện tâm thần nấu các cái suất cơm cho các cô chú anh chị á, thì ghé chỗ dạ cầu gặp lại anh Trung. À, xin chào anh Trung nha. Đó thì anh Trung là anh chàng mà Trường gặp cách đây cũng 1 năm trời rồi. À, thì anh sau khi lấy vợ mấy ngày xong thì anh bỏ anh ra sống dưới dạ cầu, từ đó cho tới nay rồi thì cũng đã được 2-3 năm rồi đó quý vị khán giả. Thì hồi trước là Trường có quay cái video mà anh có cái cục gọi là cái cục sa mỡ á, cái cục sa mỡ mà ảnh khắc xong ảnh để ở đầu gối nằm vậy đó. Xin chào anh Trung, lâu khỏe ha anh. À, anh sống mình ở dưới gầm cầu vậy đó quý vị khán giả. Hồi trước á, các anh chị cũng tới đây dọn dẹp cho ảnh. Cũng tới đây dọn dẹp cho ảnh nhưng mà giờ nó lại nhìn nó lại ấy nữa rồi. Sình lầy đồ không à. Ủa rồi tối nằm vậy chứ không có chăn mùng hả anh Trung? Có không? Có chăn mùng không? À, hồi trước là anh có mấy bộ đồ mặc y như ca sĩ vậy đó mà giờ không biết. Mấy bộ đồ ca sĩ đâu, để đâu hết rồi? Hả? Đồ ca sĩ để đâu? À, cất rồi. Khi nào đi biểu diễn thì mới mặc thôi chứ. Hổm giờ có về nhà không anh Trung? Sang hôm bữa giờ có ghé không? Hồi nay có xe đạp nữa, xe đạp ai cho vậy? Hả? Ai cho? Rồi. Sáng đi chợ chưa? Rồi xíu đi uống cà phê ha. Hả? Xíu đi uống cà phê không? Hả? Cái gì? Mai mốt hả? Mai mốt thì nay lên đây thì đi luôn chứ mai mốt gì nữa. Rồi cái em hỏi này, cái cục sa mỡ anh Dục ở đâu vậy? Lạc rồi hả? Chắc đang nằm đâu ở dưới đống này chứ gì. Rồi hổm giờ anh uống đồ làm sao anh Trung? Chưa có gì anh hả? Cháo nè. Coi. Rồi cơm. Rồi cái gì ở dưới chảo nữa, chiên cái gì chiên vậy? Trời ơi, hết đồ ăn luôn rồi. Cá tê hay gì vậy? Trời. Đó là anh mua hả hay là ta cho? Xe đạp đó là ai cho anh Trung vậy? Ngân qua cho.
Ai? Ngân á. Ngân hả? Ừ. Ngân là ở đâu? Ở đâu dưới Long An. Ngân ở gần nhà không? Ở dưới Long An. Long An hả? À. Hổng giờ đạp được đi đâu rồi? Đạp xa nhất là đi tới đâu? Tới Trần Quốc Mỹ rồi mua đồ ăn về. À, chứ không có đi xa hả? Hồi nay sao mà râu ria quá chừng rồi nè anh Trung. Ừ. Anh Trung nay là nhiêu tuổi rồi nhớ không? Chắc là 40. Chắc là 40 hả? Anh phải ngoài 40 rồi. Anh Trung hồi trước là cũng cưới vợ đó quý vị khán giả, mà cưới vợ về được có mấy ngày là anh bỏ đi luôn á. Gian vợ. Gian vợ, tình gian vợ. Chưa ở buồn không ở. Ở được bữa nào chưa? Cũng đến với nè, tình nam nữ chắc được chuyện tình hay không gì. Hả? Chắc đến với tình nam nữ của gia con chắc được tình. Chắc đừng tình hả? Ừ. Nói với mình cũng biết nói chuyện cho nó nớ đang chút là cái đó cũng như vợ với mình vậy, chứ mà mình nói chuyện cũng như có là dễ gặp được được, nhưng mà mình nói chứ nghe cũng hay lắm. Hả? Mình nói với ai hỏi mình nói đến tình nam nữ chắc cũng tình, mình nói vậy nghe ngon. Ừ. Là ở bên đến như tình nam nữ rồi. À, ai mà hỏi là nói tình nam nữ thôi chứ không có nói vợ ha. À. À. Ai hỏi. À, hơn 2 năm rồi anh Trung chọn cuộc sống vậy á quý vị khán giả. Nhà anh Trung thì cũng ở gần đây. Nhưng mà có một lần cách đây khoảng gần 1 năm á, Trường với các anh chị á, chở anh Trung đi ngang cái khúc nhà gần nhà đó thì anh rất là sợ về nhà. Không hiểu sao mà giờ anh chọn cuộc sống một mình ở ngoài gầm cầu vậy ha. Tự do tự tại. Hồi nãy nói tới vợ cái bị nói tới vợ anh Trung cái bị ấy. Bị có cuộc gọi. Không phải vợ chứ, gọi là cái gì em quên rồi anh Trung. Bạn bè nam nữ yêu đương hả? Ừ, nam nữ. Bạn bè nam nữ yêu đương thôi chứ không phải vợ nữa. Thật ra hồi đó là có cưới về ở được tuần mấy ngày gì đó quý vị khán giả. Mình nói theo kiểu của trầm cảm thì vui được. Hả? Nói theo kiểu của trầm cảm được. À, nói theo kiểu trầm cảm hả? Con vậy chứ thời đại cũng quý bọn à. Hả? Nói chứ sao thời đại quý bọn được. Ừ. Cuộc sống thời đại rồi. Ở gần Ba On này chứ chơi nhỏ lắm chứ không đâu. Đó. Ở đâu? Nó nằm đó. Là sao? Nó ở nhà đó. Ai? Ba On, tối ngày nó dịu xong từ khẩu xuống đi. Ai 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 ở nhà đó? Ba On á. Ba On hả? Ừ, bác chú Hiếu Hùng. Ba On là sao với anh? Người dân. Người dân hả? Ừ. À. Đâu có bà con gì đâu mà đều ở gần vui. Bác Hiếu Hiếu Phùng 47 tuổi đó mình gặp á. Sao anh biết Ba On? Nó ở chỗ đó. À. Nhà. Rồi hàng ngày ở đây bữa nào mà người ta không cho cơm thì ai nhanh uống sao? Trời, mình kiếm cơm mình nấu rồi ăn. Hả? Mình nấu gạo mình kiếm mình nấu nè. Gạo ở đâu? Con cũng có tấm nhỏ nhỏ vậy nấu. Rồi hàng ngày tiền lấy đâu xài anh Trung? Cũng đi ra chai ít vậy là gom nè. Gom ra chai bán hả? Ừ. Bây giờ trong người anh có bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu tiền? Tiền 10.000 chứ gì. 10.000 hả? Ừ. Trời ơi, 10.000 này sao mua đủ, không có đủ mua thuốc hút nữa anh Trung. Ừ. Cái gì dính bên tóc anh vậy anh Trung? Đó. Gì vậy? Kem. Kem hả? Ừ. Sao kem đánh răng thoa đó? Trước mình cái bát cho tóc mình nó xuông xuông rồi chứ. Hả? Trước vô cái bát tóc cho tóc xuông xuông rồi chứ. À, là thay vì xài keo thì lấy kem đánh răng để bát vô hả? Ừ. Đâu anh gỡ nón ra em coi cái tóc có xuông không? Tóc cũng được hả? Cũng được chứ không có xuông lắm hả? À. À đây ơi, chải keo đẹp chưa? Đẹp ngon chứ. Đẹp đẹp đẹp. Đẹp. Thôi để cho đẹp. Ừ. Đừng có đội nón vô nó xăm tóc. Ok. Thiệt mà. Cởi ra đi để cho nó đẹp. Nè quý vị giả thấy nè, đó tóc ảnh vuốt keo. À không phải keo mà ảnh xài kem đánh răng. Ừ. Trời ơi sáng tạo quá vậy. Ngon chứ, đã có được. Hay à. Chúc có muốn hát gì không, hát tặng bà dạy bà hát nghe thầy dì bánh nghe. Hát hả? Ừ, chúc hát nghe tân cổ. À tân cổ rồi. Ừ. Quất luôn đi anh. Vũ Linh Nhung. Vũ Linh hả? Ừ. Rồi. Cái này cái kiểu như cái mình nó sống lên trầm cảm. À. Mình theo cái nó là cái người nghệ sĩ đào thơ của Vũ Linh Hai trong Việt Nam mới nhận được. Dạ. Mình nói vậy chứ mình nhận được. Nghe đào thơ của Vũ Linh Hai trong Việt Nam. Mà điều nó hát giống Vũ Linh thiệt trên Sài Gòn á. Ừ.
hạt giống đó. Dạ. Nó đáng lẽ là chép ra thêm thằng nữa, đáng lẽ thằng ngon lắm đó chứ. Dạ. Ừ. Nhưng mà đáng lẽ ra theo như mình thu của đứa nó chứ riêng nữa mình phải tạp hết chứ không mấy hụt. Ví dụ như chớ bạn anh em hỏi mình cái mình nói như mình hát trầm cảm, mình nói gì trầm cảm chứ đúng là cái trầm cảm là phải có người áp giống á. À. Chứ không phải nói hụt. Dạ. Chứ đáng lẽ ra cái mặt của mình nó nhận cái sự trầm cảm được. Dạ. Được. Nói chính nó trầm cảm nhận nó. Mà thấy đâu có trầm cảm gì, anh Trung là bình thường mà đâu có trầm cảm gì đâu. Nhưng mà hát là trầm cảm lắm. Hát là giọng phải đồng cảm hả? À? Ừ. À. Nhưng mà nói vậy chứ biết đâu, hồi hay á, mình có hát được vài bài hát quý nghe. Rồi, ok. Rồi thôi anh làm khúc tân cổ Vũ Linh ha. Vũ Linh đi. Lâu lâu cái tôi muốn hát cho anh em nghe chứ nghĩ khi mình nghĩ chứ làm gì nó khó. Lâu lâu có dịp để anh Trung hát. Vì khi mình tính theo như 40 tuổi mà mình sống lâu lâu nó hết tuổi rồi còn là bởi cho mình hát cái cách này phải sống được 200 tuổi để dành. Cho nên sống cũng có 100 mà làm sao mà để dành ổn cho tôi hát nghe. Dạ. Hát trầm cảm Vũ Linh là hát giọng phát thanh. Dạ. Vậy cái bài hát đi hát lại chứ biết là trong đó nó có cái sự hồi âm nó hát hơi khác ra chút được. Dạ. Cháu đã lên ba, cháu vô mụ giáo. Cô không thương cháu thì cháu lỡ khóc nhẹ là la la la. Qua cây miệt cây nước đầm sen anh sống làm câu thơ nghĩa cử. Ruộng lúa thôn xa qua mấy miền đất hương Lào. Lòng anh say đắm mối duyên tơ tình. Nhìn đất trời rộng bao la lòng như có khúc ca miền quê yêu dấu nhỏ. Năm tháng tho thé cùng mây gió thánh mà cánh nhạn bay xa. Bôn ba đất khách quê người mà thấy nụ cười của trẻ thơ dễ thương hồn nhiên trong sáng. Quãng vắng mưa phai mà để đôi tay anh run rẩy. Niềm thương nỗi nhớ cứ tràn chứa bên đất Hậu Giang qua mấy nẻo đường xa quê. Hết đoạn. Làm thân trai đào thơ mà sông cánh hoa nhàn lạc vào bến mộng trong gieo ta thấy cuộc sống qua thanh cao nào nhà cao cửa rộng mà âm thanh mơ amen dạt vào lắm phải không em mùa xuân qua nở trên cành. Cành xanh đệm thắm tươi ngắm sắc màu hương sao thấy em đẹp dịu dàng. Làn gió mát khe khe trăng bớm lạnh về đâu. Qua mấy nẻo đường xa quê khuất bóng sao à đồi. Ngồi dưới ánh tà dương thấy em đẹp mài. Mình mấy mềm mại mà lát da em mềm mại dễ thương bao ngày. Để anh vuốt bờ vai nghe mịn màng tê tai. Thân em mịn màng tê tai gái trắng non bồng mà anh thấy em làm như dễ tội nghiệp. Đã nhiều năm anh thương em biết mấy cho bằng. Nắm lấy tay người yêu dắt dìu vào bóng đêm thỏa thẻ. Đó tay em mình trắng mềm để anh về nằm nhưng nhớ cảm. Rằng đó tay trắng mịn mà chẳng hề quên em bao. Quá đã. Hay quá đã luôn. Ừ, nghe liền Vũ Linh cũng đã đàn. Trời ừ. Ơi thiệt tình á quý diễn giả. Anh Trung nói một câu rất nghe rất là thương. Phải chi cuộc đời mình mà có 200 năm á, thì mình để dành. Nhưng mà ở đây mình có 100 năm mà không hát để rồi tới hồi mất đi á, nó cũng ổn. Cho nên giờ là cứ hát để tặng quý vị khán giả nghe chơi. Nghe chơi vậy thôi. Rất là hay. Dạ rất là triết lý nha quý vị khán giả. Sáu xiên cũng có. Dạ. Nói cho không ngon. Cũng như mà ăn chăm sẻ. Không nhưng mà hát rất là mượt rất là hay nha anh Trung. Rồi anh Trung còn bài nào mượt mà vậy nữa không? Có chứ. Dạ. Nãy giờ được hai đoạn. Dạ. Vũ Linh. Cái bài đầu sao mà em nghe quen quen vậy? Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo hả? Vũ Linh. Cũng như mình hát đại hay bổng bổng được. Dạ. Chú mình thái thì hát đi. Đâu ra thái. Tôi nghĩ làm chứ chắc cũng Vũ Linh chứ. Ê. Mình hát như mình dạng mình hát được. Dạ. Làm như muốn hát bằng đó. Trong gan ngoài này cái
Nãy giờ em đứng đây quay không được. Thế tôi đi đát cho mình làm bổng đỉnh chất á. À. Muốn đi đát ngon, rồi đi đếp rồi cái đầu mình hát lớn tuổi 50. Dạ. Cũng như mình đậu lên chút nói chuyện nhau, chạy dịch hai cô ra á, rồi hát lớn lên chút. Dạ. Phải giật dây cô ra mới hát lớn lên ha. Rồi. Là một người nghệ sĩ của Vũ Linh Hai mà sống gia tiền cũng vui vẻ mà có duyên tướng tú đẹp trai chút đình trầm cảm yêu thương. Ta đã nhìn kỹ thân xác của 12 cô thiếu nữ em trắng no tròn. Đó là một cô gái Ái Phượng vừa tròn 45 tuổi. Em là một Ái Phượng 45 tuổi. Em đã qua vườn bưởi kia để anh hung em cho đỡ thèm. Đêm nằm ném hung. Nhưng mà hát nghe chắc cũng được. Được má. Được. Em là một Ái Phượng mà đã cùng tuổi lứa tuổi 45, em đã qua giường sỏi năm xưa hái ỏi. Anh sống giỏi hơn cao để qua sao xuyến thêm chút định nghĩa tình mà đã nhiều năm dài chung sống hài. Dưới hình bóng của em yêu mà đã nhiều năm em núp lo nơi nào để Ái Phượng đi long lanh như cành hồng che nghiêng. Rồi để anh ôm ấp em cho đỡ nhớ về năm tháng buồn thương lạnh mà anh phải sống cuộc sống neo đơn đã mấy mươi năm. À dài hình hài thân thể của Ái Phượng triệu mà lưng em tròn để tủa hình mai làm cho anh nhung nhớ rằng em đẹp mài. Nét da em tăm bẩm mà tình yêu dễ thèm thương cũng bao nhung nhớ về đâu. Một khách láng vô qua phương đã nhiều năm nhung nhớ cánh hoa đào dạt vào nắng gió ban mai. Ái Phượng cùng mãi có con đẹp mài để ta dắt con em đi qua mấy hàng cổng rào xưa để cùng nhau ta sánh bước bên nồng nàng. Còn em về dưới dần vàng nữ trang đẹp mài ta ôm ấp em vào lòng tay mà để nhớ ngày ta chưa qua ghẹo nguyệt đẹp đầu môi chót lưới ân tình. Tuyệt vời luôn nghe chưa? Tuyệt vời. Nâng lên chút á. Dạ. Tôi nghĩ bằng đi cho anh hát được. Không, quá hay luôn nghe chưa này. Muốn đậu với 50 rồi hát. Cái này do anh giật cái dây cua roa này hát lớn lên là... Nhưng làm gì nó nhảy số hát. Nhảy số lên này hát thấy có lý quá ha. Làm gì nó hát bộn nó chứ được. Không, bộn á, nãy giờ thấy... Hát được 3 bài hát. 3 bài. Như Ái Phượng mà thấy mình chó nằm với bữa bốn năm, nó có con được 15 tuổi. Dạ. Là cái con của nó là đi chơi với mình nữa. Dạ. Rồi cái mình là anh của nó. Rồi cái mình là bạn của Ái Phượng thì có cái tấm hát à. Thấy thương anh Trung quá trời luôn quý vị khán giả. Quý vị khán giả nào mà có gặp anh đi đi lụm dây chai hay gì đó giúp đỡ anh vài chục ngàn, trăm chục ngàn gì đó, anh có tiền ăn bánh rồi ảnh bị ghiền thuốc nữa hay gì đó quý vị khán giả. Để bánh đây nha. Nước suối đó, anh ấy anh. Nè, em không có biết anh còn ở đây luôn á. Gửi cho anh 200 ngàn mua bánh mua thuốc gì nha. Trời ơi, không có ngờ mà, hơn năm mấy rồi Trường đi xong rồi Trường quần lại. Nay Trường đi ở có việc đi trên này thì, thử quần lại đây coi, cũng không có hy vọng là được gặp ảnh nhiều đâu mà thấy còn sống y sinh sống ở đây. Thiệt tình, quay lại đây vẫn còn thấy y chang giống như hồi trước là mấy chị em cũng dọn dẹp chỗ này cũng tương đối sạch sẽ rồi. Giờ cái ảnh lại tiếp tục ảnh bày ra một đống đồ luôn đó quý vị khán giả. Quần áo rồi son nồi niêu chảo, giờ thêm cái xe đạp nữa. Ai có con bơm nữa. Rồi nước hàng ngày uống lấy ở đâu vậy anh Trung? Trên nước của bên nhà bên đây hả? Dạ, cái lâu lâu trên của ốc keo đó. À. Vô nhà người ta hả? Vô nhà.
tội nghiệp cũng như tôi là tác cô Vũ Linh Thiệt mà kiểu như ông già các bạn nó thất nghiệp lâu đời bây giờ nó dùng nhà nó chứ sao anh nói sao nghe tôi là tác cô Vũ Linh Thiệt mà Việt Nam con già kia cũng lượm tác ở dưới Tân Hương ở dưới Long Bình Nhơn anh là Vũ Linh hả à, Vũ Linh tối ông nước ông ăn mà khắc nghiệp đây nó vẽ ra các ông kia 72 tuổi cái cơ ông mạnh hơn dạ. Cho nên mới ở ra là cái mượn ơn mập ổng chứ nếu mà ông quốc thành là như ủng ổng nên anh dành ra mập ổng thì cũng thành nuôi mà được nuôi ít lắm. Anh giật cái dây cura nói lớn lên xíu đây, nói nhỏ mà nghe không được. Cũng như ông Quốc Thành lượm tóc của Vũ Linh về nướng liền, thế là bỏ vô keo liền, lắc lắc vậy nè. Dạ. Tối cái lắc lắc vô cá rồi ăn cái tóc cái lượm tóc nó có hồn. Nó nói hả ăn tóc của Vũ Linh chắc phải cho làm con mà điều kiện như phải mọc ra cho giống Vũ Linh hơn được chứ nếu giống Thành thì chắc Vũ Linh còn của cũng như mình nấu vậy. Dạ. Tội nghiệp cũng như mình nấu chứ đúng là nó lớn lắm. Có nước tôi nấu thì mình được chứ nấu thì chắc không nấu vậy mà được mình nấu vậy mà được chứ để mất thì đâu có dịp nhà đâu về cha mẹ ngoài thành phố á thì vì khi nó có quá rồi cái mình nấu cái dụng luôn Việt Nam nó cũng rất khôn nó cũng như mập vậy phải làm con cho anh út được cái gì chứ chịu lan mới được chứ về Du Hiền là đâu được về Du Hiền cứ ra ngoài đứng vòng ngoài tôi nghĩ thế dạ không có lý rồi em hỏi nè em hỏi chuyện riêng tư chút xíu nha. Về cái bạn nam nữ yêu đương của anh hồi trước đó mà cưới về mấy ngày bỏ đó bây giờ bạn đã giờ có gia đình mới chưa đáng lẽ ra cái đứa con cũng cỡ anh em trên trái đất nhiều quá mà liền lại mình bị mang cái sự vô sinh trong bụng già trong thân rồi thở rồi chậm rồi đừng gì mà mình tính theo cái ông trời cho cái vận mạng nó sang nhận luôn mà mình sửa sạn ra nó giống thiệt thành được chuyện ba cơ được là đáng lẽ ra mình hứa bầu để cho nên tấu mình soi gương cái mình ca độ mạng á chứ nó không ấy cái mấy cái bài hát nó lạc lắm tội nghiệp mấy bài hát nó thấy vừa tôi bị ý làm như là nó nằm ở đồ nước trong nước để cho nên vô rồi lâu rồi có về thăm má không hôm đó là bà xuống hoài á chứ ví dụ như chuyện tháng nó xuống được một lần tháng xuống một lần hả rồi có mang đồ tiếp tế gì cho anh không cũng cho vậy cơm gạo đồ ăn được tấm Vậy là giờ ba mẹ của anh Trung cũng chấp nhận để anh ở ngoài chứ không có thể thay đổi được cái gì anh dạ. Thương nó phải là thương chứ. Ở đây mình thương chứ đúng không? Mình hát ra đồ nó trên nên cũng lên ngon chứ. Dạ. Yeah. Rồi ráng luyện giọng cho hay để mai mốt đi hát để kiếm xô đi ca. Ra như mình hát thì cái mình sống trong quê hương kiếm mình ăn ra được chứ nếu mà anh có hát được nhạc trẻ không? Không được, phải hát cải lương được của nó rồi bà. Vậy là chuyên cải lương, thế mạnh là hát cải lương. Dạ. Cái dịu như mình sống cái mạng ngon chứ mà bạn chào cho em có đồng tiền của bác Hồ quá làm cho con người của mình nó cũng mang già nhưng mà sao mấy hồi trước có mấy cái bộ đồ mà của ca sĩ đồ đâu không có bận mấy cái bộ đó hát cho nó ấy có chứ mà điều để đắt xô hơn có chứ mà để cho tấu được các bạn dạ giờ lên tivi hay bận luôn có chứ mà để dành được cái hồi nào mà bận tấu các bạn buổi ngày bận nực hen rồi xe đạp còn chạy được nữa không vậy anh Trung sao thấy bánh xẹp lép vậy còn được phải không mùng quá cỡ luôn rồi nè cái gì cũng vậy anh đến thui rồi hát rồi nói tên nhân được nghe cũng nghe hôm đó anh đang ngắt đi xin tiền giùm mà đi cũng ngoài chắc không thấy tội nghiệp hả đi cũng như tôi hát thì cũng hay cái bắt đầu nó đưa hình mình lên ở ngoài câu ra cái bộ tóc người ta cũng ghé cho tiền hả? Không cho. Ok vậy. Cũng như cái nghĩa cũng như yêu trong quê hương cho với ngoại cho nó ấy thấy đồng nghiệp chứ. Ủa vậy giờ theo mà đứng ra tôi cũng không ngờ là tôi đáp nó chứ nếu ngờ đáp nó ra tôi người gì chốt luôn đó. Đồng nghiệp. Ca hay là người ta phải có tiền bo chứ. Thấy không? Đồng nghiệp. Cái đó thì phải nó có cái vũ trang nào ngon nó vô Việt Nam vậy. Cũng như tính bỏ cổ đồng nghiệp có giống nhiều đó mà đồng nghiệp có chuyện vô khổ. Vô rồi cái bà con phụ tạo cái gia dí quấn thấy bà nào đồng nghiệp của mình theo mình nói giùm nó cũng được con nó giờ đó chuyện này cũng như đi cái con của cũng như bác ba được á cháu bác ba rồi đi nó cái dí ra quấn vũ những bà nào anh trong nay nói nhiều dữ quý vị anh giả hay là anh Trung ơi hay là giờ đi uống cà phê xíu với em đi hả ở đây này gần quán cà phê gần đây này sao hả đi lại làm ly cà phê cho tỉnh người thì về nghỉ quá rồi chai vậy gom lại bán đồ cũng được mười mấy hai chục ngàn rồi anh Trung
dẹp đi, dọn lại đi rồi bán cho nó vừa gọn gàng mà vừa có tiền. Quá trình đồ đạc đồ. Cái kiểu nước của ảnh nè. Rồi đồ này là của ai vậy anh Trung? Đồ này của ai vậy? Hả? Của anh hả? Thì sao không ấy rồi phơi đi. Nắng rồi. Yeah. Trời. Anh sống ở đây là tính ra là được 2 năm hơn rồi hả anh Trung? Cũng gần 7 năm rồi. Hả? Chàng chạng đó ha. Cũng gần 7 năm. Mấy năm? Chắc hết năm nay là 7 năm. 7 năm hả? Làm gì có 7 năm. Mà trước lúc Trường tới đây, là anh Trung đã ở đây rồi mà không biết là cụ thể là nhiêu năm mới có diễn giả. Cũng khá khá rồi đó. Rồi thôi, Trường xin kết thúc video này ở đây nha. Xin tạm biệt quý diễn giả. Cảm ơn những cái lời ca tiếng hát của anh Trung. Mặc dù anh sống một cuộc sống rất là, phải nói là rất là cực khổ, kham khổ, nhưng mà có một cái giọng hát rất là ngọt ngào quý diễn giả ha. Ừ, sống cũng ngon lắm chứ mà cảm thấy dữ. Nó có cái ý nghĩ mà giữa nước ngon cũng à. Cái đó đều như vậy, nấu được với chính quyền được, thương được. Rằng mình coi ra cái gì ăn đó dạ. Như con người cũng biết cái gì. Thì như anh Trung thấy cuộc sống vậy là ngon lành. Dựa vì nước ngon mà phải dựa được cái nhà giàu thì sao chứ nghèo cả thì dựa có gì ăn. Dạ. Theo như anh Trung cuộc sống vậy là ngon lành đó, nhưng mà mình thấy thì cũng rất là tội nghiệp ảnh ở dưới gầm cầu. Ở dưới gầm cầu mà không có, nói chung không có vật dụng gì hết quý diễn giả. Chỉ những cái đồ mình lượm mình mót về rồi mình xài lại thôi. Đó thì chỉ có một cái chỗ ngủ vậy thôi thì ảnh sinh hoạt nấu nướng đồ ngay tại chỗ luôn. Đó, thì không hiểu sao anh lại chọn cuộc sống như vậy. Nhưng mà lại trong cái con người của anh á, lại có một cái giọng hát rất là ngọt ngào. À, trời phú danh một cái giọng ca rất là ngọt. Thôi cũng là cái duyên cái số thôi. Thì cũng chúc cho anh Trung có được sức khỏe để tiếp tục đi trên con đường mình chọn. Rồi mang lại lời ca tiếng hát, những cái giây phút vui vẻ cho quý vị khán giả cũng như là bà con ở vòng vòng ở gần đây ha. Chắc là mấy người ở gần đây cũng mến anh dữ lắm anh Trung. Cũng như mình hát hàng thai được, hát hay quá. Đâu có tặng em bài cuối coi. Vũ Linh đi, tiếp tục Vũ Linh. Anh Trung là chỉ có đọc nhất là Vũ Linh, không có ca nhạc trẻ của gì anh giả. Các gì núi non rồi. Có Vũ Linh hai rồi bạn được. Dạ. Mà thôi gần hết thời gian rồi, thôi khỏi hát đi, để giờ đi cà phê với em xíu rồi để em còn đi nữa. Rồi thôi xin tạm biệt quý diễn giả ha, hẹn gặp lại quý diễn giả các tập tiếp theo. Cái biểu như nó nhập Việt Nam mà mới thành.